Thời buổi kinh tế khó khăn như vậy mà cô chú anh chị mình tìm đâu được những căn nhà vừa rẻ mà lại vừa đẹp như căn này anh chị? Đó, thì ngày hôm nay em Duy sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị mình căn nhà nè. Đó, thiết kế theo kiểu một trệt lầu nha, mà giá cực kỳ sốc luôn, chỉ hơn 600 triệu một xíu thôi. Thì căn nhà này thì với diện tích nó là ngang 3,5 m nha, và dài 9 m. Thiết kế của nó thì sẽ có hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh luôn. Đó, cực kỳ rộng rãi nè, cho gia đình mình đang ở trọ thuê á, mình muốn ra riêng, mình sở hữu căn nhà riêng của mình á, thì cô chú anh chị mình mua căn nhà đi là giải pháp lý tưởng cho mình luôn. Và đặc biệt căn nhà mình thì vị trí là gần chợ Bình Chánh nha, thì từ trục đường đi Đức Thiện qua đây khoảng tầm 700 m thôi. Và cô chú anh chị thấy là nằm trong khu dân cư rất là đông đúc nha, có nhà san sát nhau rất là vui. Và đặc biệt đường phía trước nhà của mình á là em như ốp gạch rất là sạch sẽ nha, ở này xe hơi siêu lịch vào tới tận cửa luôn. Đó, thì căn nhà này á thì phân khúc nó trên 600 triệu một xíu thôi. Ở giờ mời cô chú anh chị mình tham quan nhà đi, thì cuối clip á em như sẽ báo giá cho mình một cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Đó, thì bước vào nhà mình á thì em như có mặt dựng cô chú anh chị, thì em như đi gian đá ông kiến hết rồi nè, cao đá sạch sẽ hết cho mình nha. Thì phía trên đó thì có một cái bóng đèn trang trí để soi sáng khoảng phần hiên trước của nhà mình. Ở đó tuyệt vời luôn. Và ở đây á, thì em Duy có xin nước là nước riêng hết cho mình và đồng hồ điện riêng luôn, nước thi cục nha, rất là mạnh. Đó thì giờ mời anh chú anh chị mình tham quan tiếp nè. Thì bước vào nhà mình á thì em Duy có trang bị cái lớp cửa bảo vệ phía bên ngoài á anh chị, cửa bốn cánh nha, là một sắt hộp nè, có sơn tự điện chống dì xét nha, và đi chung với kính cường lực 12 đi luôn, có chống và đập cực kỳ tốt nha. Vì đây thì cô chú anh chị mình thấy làm thêm bộ vèm nè, ở mình tăng liên tư. Và căn nhà mình thì với diện tích là ngang 3,3 nha, cô chú anh chị sẽ có khoảng không gian phòng khách là khá là rộng nha, cho cô chú anh chị về tự đi có setup luôn. Ở đây á thì em Duy có setup sẵn bộ ghế sofa nè, đó cực kỳ đẹp luôn nha. Ở giờ em để thêm tivi nữa, rất là phù hợp luôn. Ở trên trần á thì em Duy giật cho cô chú anh chị mình một cái trần thạch cao nè, ở những cái họa tiết á, cái đường chỉ nhìn rất là ấn tượng nha, và đi chung với hệ thống đèn full led luôn, nhìn rất là sáng nha. Đó, và dưới nền thì như có ốp gạch sạch sẽ hết cho mình rồi, đó gạch 60 nha cô chú anh chị, ở vậy vậy đâu chùi luôn, gạch bóng kiến. Và ở đây thì em Duy xây dựng là tường liên cộng liên hết, ở cô chú anh chị mình yên tâm về phần xây dựng đi, em Duy sẽ bảo hành cho cô chú anh chị mình. Ở và đây sẽ là khoảng không bậc tam cấp nè, em Duy có làm xây lên rất là đẹp nha. Ở đây em Duy có ốp gạch 3D nè, vậy đây cô chú anh chị mình có thể trang trí thêm đó, những cái sông gỗ gì đó, hoặc là ở đây mình để có thể trang trí thêm những cái chậu cây hay gì đó, đồ lưu niệm đây rất là tuyệt vời luôn. Ở đây thì về để ông thần tài thổ địa nè, đó có ổ điện sẵn luôn nha. Đó, và hành lang đi rất là rộng nha cô chú anh chị. Đó, đây em Duy xây dựng tường liên cột liên hết rồi nè, và giữa nhà thì sẽ có một cái nhà vệ sinh cho cô chú anh chị mình luôn, ở dưới tầng trệt nha, sử dụng chung đầy đủ thiết bị. Đó, và khu vực phòng khách đó thì nó tiếp sẽ là khu vực bếp. Khu vực bếp thì em Duy có trang bị cho cô chú anh chị mình tủ bếp trên nè và tủ bếp dưới nha, ở rất là nhiều ngăn luôn, vậy mình có thể để đồ ở đây, ở vật dụng cần thiết á mình cất ở đây rất là tiện lợi luôn. Ở mặt bếp thì em Duy có dán đá qua cương đen nè, dễ đâu chùi luôn nha, có bộ mà chỉ chén nước đâu cho mình sẵn rồi. Đó thì đây mình dọn vào là ở ngay thôi. Ở đây thì mình đã thể để thêm bàn ăn nhỏ nhỏ nữa cho gia đình mình ở, từ hai vợ chồng hai đứa con hay gì đó ở ngồi ăn đây, để chừng cái bộ bàn ăn 4 người thôi, ở đây rất là phù hợp luôn. Ở đây thì có ống cấp ống xả có máy giặt nè, đó về cô chú anh chị mình lắp vào là xài thôi nha. Và căn nhà mình là vị trí là gần chợ Bình Chánh và căn khu dân cư đông đúc luôn. Và căn nhà này em Duy xin báo giá luôn, đúng giá 670 triệu thôi nha. Ồ, rất là tuyệt vời luôn. Bây giờ mời cô chú anh chị mình tiếp tục lên lầu trên nè. Và đây sẽ là khoảng không gian cầu thang lên tầng 1 nha cô chú anh chị, rất là rộng luôn. Ở đây thì cô chú anh chị thấy đó, có một cái đèn rất là sáng nha, đèn led để cho sáng khoảng không gian cầu thang nhà mình nè. Ở tại mình bằng gỗ cam xe nha, rất là chắc chắn luôn. Và trên tầng 1 mình á thì cũng vậy, thì sẽ có hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh nha. Thì mời cô chú anh chị mình tham quan phòng ngủ thứ nhất nè. Ồ, trong phòng thứ nhất nha anh chị, rất là rộng rãi luôn. Ở cho cô chú anh chị để giường tủ quần áo. Và căn phòng nào của mình thì cũng vẫn có cửa sổ nha, ở rất là thoáng luôn, mình đi sáng lấy gió vào. Ở khu mình ở đông đúc hết giáo nha, ở trần vài trần thạch cao nè, đi chung với hệ thống đèn led luôn, ở rất là đẹp. Cửa nhà mình là đi tất cả cái cửa gỗ nha cô chú anh chị, rất là sang luôn. Đó thì giữa nhà thì sẽ bàn giao cho cô chú anh chị mình một cái nhà vệ sinh nè, ở riêng biệt ở trên tầng 1 luôn nha, đầy đủ thiết bị. Đó, đây sẽ là căn phòng ngủ master nè, ở chà bá luôn nha cô chú anh chị nha, thể làm phòng ngủ và phòng thờ cũng được, ở không gian thì rộng rãi rồi, cũng có cửa sổ cho mình đầy đủ hết, và kèm một cái lối cửa ra ban công nè. Đó, và căn nhà mình là vị trí là gần chợ Bình Chánh nha, thì chợ Bình Chánh có 700 m thôi, và căn nhà mình là hướng đông, ó rất là mát luôn. Ó thì giờ mời chú anh chị mình xuống dưới thì như sẽ báo giá cho mình một cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Và cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết video của em nha. Thì cuối video thì em Duy xin nói lại một số thông tin chi tiết về căn nhà này để cô chú anh chị mình nắm luôn. Và căn nhà mình với diện tích là ngang 3,5 m nha, và dài tới tận 9 m, và vị trí căn nhà mình là gần chợ Bình Chánh luôn, và từ trục đường đến thiền qua đây khoảng tầm 700 m thôi, rất là gần nha. Và căn nhà mình thì với thiết kế của nó sẽ là một trệt một lầu nè,
gồm hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh luôn, thì phù hợp cho gia đình mình ở từ hai vợ chồng hai đứa con nè, ở căn nhà này rất là tuyệt vời luôn nha. Và căn nhà này em Duy xin báo giá luôn, đúng giá 670 triệu nha, ở không có xin thêm chi phí nào luôn. Một căn nhà phải nói là cực kỳ đẹp và cực rẻ như thế này, bây giờ cô chú anh chị mình ở trọ thuê á, hàng tháng cũng tốn hết mấy triệu rồi đó, điện nước nữa, thay vì ở ngắn hạn nói ở lâu dài á thì sẽ bằng số tiền như căn nhà này đó. Thay vì vậy thì chú anh mua căn nhà đi đó, rất là tuyệt vời luôn đó. Thì ở đây tầm bán kính từ 500m á thì cô chú anh chị mình có chợ nè, khu công nghiệp đầy đủ hết cho mình luôn, mua gì đây ở nha, an cư lập nghiệp. Và căn nhà này em Duy xét lại đúng giá chỉ 670 triệu thôi nha đó. Thì phía dưới màn hình á thì em Duy có để lại số điện thoại của em á, thì cô chú anh chị mình thấy căn nhà này phù hợp với mình á thì cứ nhấc máy alo cho em Duy sẽ hỗ trợ cô chú anh chị mình xuống xem căn nhà này và để có cơ hội được sở hữu căn này vào một cái mức giá cực kỳ là rẻ luôn đó. Thì cuối video thì em Duy xin chúc cô chú anh chị mình thật là nhiều sức khỏe nè, và hẹn cô chú anh chị mình ở những video clip nhà mới tiếp theo nhé.